Rồi, vậy bây giờ mình tổng kết lại cho các bạn dễ nhớ nha. Ví dụ là da là quạt xoay ngang, bít là con quạt nó sẽ nghiêng tới nghiêng lui, nghiêng tới nghiêng lui, trục ron, trục ron là con quạt nó sẽ nghiêng. Nói chung là bên tay phải nè là sẽ điều khiển cái sự nghiêng của con quạt, và bên tay trái là nó xoay ngang, tăng giảm ga, tăng giảm ga, tăng giảm, bạn nhớ là tăng giảm ga chứ không phải là đi lên đi xuống nha. Tại vì khi con quạt nó nằm song song với mặt đất á, thì mình tăng ga nó lên, hạ ga nó xuống. Nhưng mà khi con quạt nó nghiêng thế này, tăng ga là nó sẽ lao tới. Đó, nên có rất nhiều anh em khi mà ví dụ như gần lao tới cái cây á, thường hay muốn né là lên ga trong đầu, tại phản xạ thôi, lên ga để né lên cao. Nhưng thật sự khi lên ga, con quạt nó đang đi nghiêng như thế này, lên ga là nó lao tới, nó đập về luôn. Đó, nên khi thường những trường hợp như vậy á, muốn lên cao á, thì các bạn phải làm, bạn để nhìn quạt nè. Khi đi tới muốn lên cao thì phải bít lui nó lại, lên ga thì nó mới lên. Chứ còn mà nó đang lao như thế này mà bạn thêm ga thì nó chỉ có lao mạnh hơn thôi. Đó, đó là về nguyên tắc. Các bạn dễ nhớ.